Tôi tưởng rằng chúng ta qua lại với nhau vì mà tình cảm của chúng ta, không ngờ thì ra chỉ là mua bán thôi. Đâu có gì để nói đâu. Để cho ta những nỗi buồn khiến ta cách xa. Thời gian trở nên vĩnh hằng cứ thế vội qua. Em có anh nói là hôm nay tôi làm việc mà 9 giờ mấy rồi đó. À, nó nói là làm việc phải ăn mặc tôi đẹp chút. Đây là thiên đàng của mấy người có tiền đó. Nếu mày có tiền mày sẽ được như tụi nó. Ăn sung mặc sướng, đi xe đạp có gái đẹp, có đủ thứ. Còn nếu không có tiền, không tiền à? Thì chị hai chú cháu mình vậy nè, chỉ được cái nói thôi, ngoài ra đâu làm được cái gì đâu. Không mắc mớ tới mày đâu, xấu xí cũng đâu phải là tội lỗi. Thử hỏi coi tình là cái gì. Tình là chi đây người ơi, mà ta cứ níu tay vơi, càng vươn tới càng thêm xót xa cho cuộc đời.